Hello, xin chào mọi người nha. Đã đến với kênh Lâm Ngọc Vlog. Cảm ơn tất cả mọi người theo dõi kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ làm món cá mặt má nâu ngót nha cả nhà. Đây những nguyên liệu mình đã rửa sẵn và chuẩn bị sẵn để mình dùng tới nha cả nhà. Đây mình sử dụng 4 con cá mặt má nha cả nhà. Và rau, phần rau bên này thì hành lá nha cả nhà, hành lá và cần tây nha. Cần tây mình cũng đã sắt sẵn nha cả nhà. Đây, sắt sẵn tầm vừa ăn nha. Và hai trái cà chua nha cả nhà. Đây, hai trái cà chua đó. Và mình sử dụng đó là 2 tép tỏi với 2 trái ớt nha mọi người. Mọi người thấy yêu thích món cá mập má nấu ngót này sẽ bấm nút đăng ký và chia sẻ kênh đến bạn bè mọi người cùng xem cho vui nhé. Và ai chưa đăng ký kênh của Lâm Ngọc Vlog thì hãy nhanh tay bấm nút đăng ký để theo dõi để mình ra clip mới để được nhận được thông báo nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và bắt đầu mình sẽ mời cả nhà vô nấu món cá mập má nó ngót nha. Cái nhà mình sử dụng một cái nồi như thế này để mình nấu canh ngót nha, canh cá mập má nó ngót nha. Dùng một nồi tầm 2 lít nước nha cả nhà. Rồi mình sẽ cho 2 muỗng dầu ăn vô nha cả nhà. Đó, để mình tạo phần tỏi cho nó thơm. Đây cả nhà, mình tạo phần tỏi cho thơm mà mình sẽ chế nước canh vô nha. Rồi mình chưa nêm nếm nha cả nhà, khi nào nước sôi mình mới bỏ cá vô, mình mới bắt đầu nếm nha mọi người. Mọi người em mình cũng tạo tỏi cho nó thơm rồi mình sẽ chế nước vô nha cả nhà. Đây, chút xíu nước canh sôi lên mình sẽ thả cá vô nha cả nhà. Thả cá vô, thả cá vô rồi mình sẽ nêm nếm luôn nha mọi người. Mọi người đây, nước canh cũng đã sôi lên nha cả nhà. Để bắt đầu mình sẽ bỏ cá vô nha mọi người. Đây mình sẽ giảm lửa lại, mình sẽ bỏ cá vô nha. Đây cả nhà, sôi lên rồi đó. Bắt đầu mình sẽ bỏ cá mập má vô nha mọi người. Canh này rất là ngon nha cả nhà, ăn chung với bún cũng được, ăn chung với cơm cũng được nha cả nhà. Đây, thả cá vô nha. Đó, cá nó mới chín. Cá chín trước nha cả nhà. Đó. Mình nấu 4 con cá mập má nha mọi người. Mình nấu nguyên con luôn nha. Để chút xíu mình ăn chung với bún nha mọi người, rất là ngon. Bữa nay mình bỏ nước hơi nhiều xíu nha, nấu ngót người thường thường người ta nấu nước ít ít nha. Bữa nay mình nấu nước nhiều để mình ăn chung với bún nha, mình chan với bún mình ăn nha cả nhà. Nó đợi sôi lên bắt đầu mình sẽ nêm nếm luôn nha mọi người. Mọi người ơi, cũng đã sắp sôi nha, mình sẽ mở nắp thử coi nha cả nhà. Sôi lên nha cả nhà. Đây cá này cả nhà, cá cũng là chín mau chín lắm nha cả nhà, cá mau chín lắm. Bắt đầu mình sẽ nêm nếm nha cả nhà. Mình sẽ cho một xíu nước mắm vô nha. Đó, xíu nước mắm. Xíu nước mắm và mình sử dụng axi ngon nha cả nhà. Đây cho muỗng axi ngon vô nha. Đây thêm bột ngọt. Đây thêm bột ngọt nha mọi người. Đây mình không sử dụng bột ngọt nha. Mình dùng axi ngon. Và muối, cho muỗng đầy muối nha cả nhà. Đó, và mình cho đường. Đường nha cả nhà, đường đây. Đó. Cho 2 muỗng đường vô nha mọi người. Đó rồi. Mình sẽ vậy lên cho nó tan đều đường bột ngọt nha mọi người. Đường sẽ ngon nha. Đây, mọi người cá nè. Bắt đầu mình sẽ bật lửa lên to xíu nha. Đó, để sôi thịt sôi luôn. Mình sẽ bỏ rau vô này kia vô nha cả nhà. Là xong rồi đó. Món này cũng rất là đơn giản nha cả nhà, mà rất là ngon, ăn chung với cơm, với bún, rất là hao bún hao cơm luôn nhé. Ngài cũng đã nước canh
cũng đã sôi và cá cũng đã chín trong nhà, mình sẽ múc bỏ trên mặt này bớt phần bọt nha. Đây đó, bắt đầu mình sẽ bỏ rau vô nha mọi người. Mình sẽ bỏ phần cà chua trước, cà chua nó lâu chín nên sẽ bỏ cà chua vô trước nha. Đây, cà chua vô. Mình phải bỏ phần cà chua vô trước. Còn cần với hành lá thì mau chín thì mình bỏ sau nha mọi người. Được, bỏ. Bỏ thêm bọt mới nữa nha. Cũng đã sắp hoàn thành rồi đó nha cả nhà. Ồ, nhìn ngon quá, thơm cà quá, thơm cà với tỏi nha cả nhà. Thơm quá, thơm luôn. Rất là ngon. Rồi. Cà cũng đã chín nha, và cá cũng đã chín đều hết rồi. Và bắt đầu mình sẽ thả mấy cái rau còn lại vô luôn nha. Cả nhà, mình sẽ bỏ hành lá trước, phần gốc hành lá bỏ trước nha. Đó. Và cho cần tây vô luôn. Rồi xong. Rồi mình sẽ nhúng nhúng miếng xíu nha, mình sẽ tắt lửa nha cả nhà, để rau chín quá nó không được ngon nha cả nhà. Đó. Trời ơi, thơm ngon chưa? Cá này cả nhà. Ôi. Đây là hoàn thành được một món cá mặt má nô ngót nha cả nhà. Rồi mình sẽ bưng xuống mời mọi người cùng ăn cá mặt má, canh cá mặt má nấu ngót ăn chung với bún nha. Mọi người thấy video này hay cho một like, một lượt đăng ký, chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé, để mình có động lực để mình làm tiếp hay hơn và món ăn nó ngon hơn, đặc sắc hơn nha cả nhà. Cũng đã hoàn thành, mình đã cho mỗi miếng ướp sắt lên mặt nha mọi người, rất là thơm ngon. Cá nè, ngon tuyệt vời nha cả nhà. Bắt đầu mình sẽ bưng xuống mời mọi người cùng ăn với mình nha mọi người nha. Đây mình đã nấu chín rồi nha mọi người. Đây mời bưng xuống mời mọi người ăn cùng ăn bún với mình nha, ăn canh cá mặt má nấu ngót ăn chung với bún nha mọi người. Đây có nước mắm siêu cay nữa nè, nó rất là ngon nha mọi người. Đây cá nè mọi người, cá nè rất là ngon nha cả nhà. Đó, rau và bún nha cả nhà. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha, hẹn gặp cả nhà trong clip tiếp theo nha cả nhà.